Un Cuballiance, et ça qui est assez intéressant, c'est deux ans en fait. Điều hấp dẫn với anh Cúc Alliance là bạn sẽ được ươm trong thời gian là 2 năm. 2 năm được ươm, được chăm sóc với các dự án lấy nguồn từ các trường đại học của Paris Saclay, các phòng thí nghiệm, bản thân các sinh viên và ngay từ các vườn ươm thuộc các trường khác nhau. Cho nên, anh Cúc Alliance sẽ đi tìm các nhân tài ở các nơi mà tôi vừa kể trên, chẳng hạn như Systematic trong lĩnh vực viễn thông hoặc Cap Digital trong ngành kỹ thuật số hoặc Optic Valley chuyên về phát tín hiệu. Trong các cụm này, có những người làm việc theo các dự án có khả năng phát triển được một số ý tưởng và họ có thể cần đến một vườn ươm để phát triển tiếp những ý tưởng của họ. Bạn có những tập đoàn công nghiệp lớn, tôi có thể coi là một ví dụ. Do trước đây tôi đã làm việc tại Alcatel và khi tôi thắng một cuộc thi ý tưởng nội bộ, tôi được chấp nhận tham gia vườn ươm Anh Cúc Alliance. Bạn cũng có những doanh nghiệp nhỏ và vừa, SME, có thể quan tâm với quá trình hỗ trợ tại một vườn ươm. Và cuối cùng, bạn có những nhân viên, những cá nhân, các doanh nhân cá thể, bởi vì họ cảm thấy hơi cô đơn, hoặc vì họ cần phát triển sản phẩm, hoặc bởi vì họ cần có tư cách pháp lý. Bởi vì khi bạn đã tham gia vào một vườn ươm, bạn sẽ có khả năng nhận được một tư cách pháp lý. Vì vậy, có những người mong muốn hoặc thật sự gia nhập vào một vườn ươm. Để tham gia vào một vườn ươm, bạn phải chạy qua một vòng chọn lọc. Có nghĩa là bạn phải thiết lập một hồ sơ, bao gồm tài liệu mô tả về dự án của bạn, như kiểu một kế hoạch kinh doanh nho nhỏ, được chứ? Hồ sơ đó, anh Cúc Alliance sẽ xem xét, nghiên cứu và đánh giá tính khả thi hồ sơ của bạn và sẽ quyết định có chấp nhận dự án của bạn hay không. Sau khi qua được một hội đồng tuyển chọn sơ cấp, bạn sẽ được gia nhập vào Genesis Lab trong vòng 3 tháng để bạn được đào tạo và nâng cao kiến thức, hiểu được và quản lý được một startup, hoàn thành được kế hoạch kinh doanh của bạn, tập thuyết trình bài pitch, học tập cách phân khúc khách hàng, xác định được giải pháp giá trị và vân vân. Chúng ta sẽ xem lại những việc đó một cách chi tiết hơn sau. Và sau 3 tháng làm việc ở trong Genesis Lab, bạn sẽ đến trước mặt hội đồng tuyển chọn bao gồm nhiều thành phần, những người đại diện cho các trường đặt trên vùng cao nguyên Saclay, những người đại diện cho chính quyền địa phương và các nhà nghiên cứu đang ở đấy. Và bạn sẽ được thuyết trình một bài pitch và căn cứ vào sức thuyết phục của bài pitch của bạn, bạn sẽ được xét duyệt, đồng ý cho tiếp tục hoặc không đồng ý cho tiếp tục. Vậy, bạn phải được chấp nhận mới tiếp tục được. Giai đoạn tiếp theo là mỗi 6 tháng, bạn sẽ đến một mốc phát triển được gọi là GPS, máy định vị. Ý nghĩa của GPS là dự án của bạn sẽ được theo dõi theo 5 trục mà tôi sẽ giải thích cụ thể sau. Và anh Cúc Alliance sẽ kiểm tra trong thực tế bạn có tiến bộ trong dự án một cách bình thường hay không, với mục đích đảm bảo cho bạn những điều kiện tốt nhất để tồn tại, để tiến lên và thành công trong dự án của bạn. Sau đó, bạn sẽ đến giai đoạn cuối cùng của quá trình ươm. Khi kết thúc giai đoạn ươm, bạn sẽ phải đóng tiền để trả các phí khác nhau, bởi vì đương nhiên đó không phải là miễn phí. Cụ thể hơn, bạn phải hoàn lại số tiền mà bạn đã nhận được dưới dạng tạm ứng. Điều đó có nghĩa là khi bạn thuộc một vườn ươm, nếu bạn không có tiền thì bạn có khả năng mượn được tiền, ví dụ để chi trả cho việc thiết kế logo, để in các tài liệu để phát, để thực hiện một số công việc. Và một khi bạn thành công, bạn bán được sản phẩm, thì lúc đó bạn sẽ có khả năng hoàn lại tiền đã được vay mượn. Cuối cùng, có giai đoạn hậu ươm, có nghĩa là anh Cúc Alliance có khả năng tiếp tục giữ lại những dự án đã kết thúc quá trình ươm, nhưng muốn được tiếp tục có phòng làm việc tại anh Cúc Alliance.